Hôm nay ông có thấy đức thanh văn của ta không? Bạch Thế Tôn, con thấy. Phật dạy, đồng tử, làm sao ông thấy? Bạch Thế Tôn, nay con thấy các thanh văn chẳng phải phàm phu, chẳng phải thánh giả, chẳng phải hữu học, chẳng phải vô học, chẳng phải có thể thấy, chẳng phải không thể thấy, chẳng phải người thấy, chẳng phải chẳng có người thấy, chẳng phải nhiều, chẳng phải ít, chẳng phải nhỏ, chẳng phải lớn, chẳng phải đã điều phục, chẳng phải chưa điều phục. Con thấy như vậy nhưng không có tưởng thấy. Khi ấy Xá Lợi Tử liền hỏi Mạn Thù Thất Lợi: đối với thanh văn thừa mà thấy như vậy thì làm sao ngài thấy chánh đẳng giác thừa? Đại đức, nay tôi chẳng thấy Bồ Tát, cũng chẳng thấy pháp của các Bồ Tát, chẳng thấy Bồ Đề, cũng chẳng thấy pháp hướng tới Bồ Đề, cũng chẳng thấy có hạnh hướng đến Bồ Đề, cũng chẳng thấy có pháp chứng đắc Bồ Đề, chẳng thấy có người chứng được Bồ Đề. Tôi thấy chánh đẳng giác thừa như vậy, nghĩa là ở trong đó hoàn toàn không thấy chi cả. Xá Lợi Tử lại hỏi: đối với Như Lai ngài thấy thế nào? Đại đức, thôi thôi, chớ khởi lên ngôn luận đối với Như Lai là bậc Long Tượng Vương. Mạn Thù Thất Lợi, theo như ngài nói thì Phật là khái niệm thế nào? Nay hỏi đại đức, như đại đức đã nói thì ngã có khái niệm ra sao? Xá Lợi Tử đáp, ngã chỉ là giả lập danh tự, là khái niệm về không. Đại đức nên biết khái niệm về Phật tức là khái niệm về ngã. Ngã và Phật đều rốt ráo không, chỉ tùy theo thế gian mà giả lập danh tự. Danh từ Bồ Đề cũng là giả lập, không thể tìm chỗ này để cầu quả Bồ Đề thật. Tướng của Bồ Đề là không, không thể biểu thị. Vì sao? Vì Bồ Đề và danh tự cả hai đều không. Vì danh tự là không nên lời nói cũng không, không thể lấy không để biểu thị pháp không. Vì Bồ Đề là không nên Phật cũng là không, nên nói Phật là khái niệm của không. Lại nữa đại đức, nói Phật ấy là không đến, không đi, không sanh, không diệt, không có sự chứng đắc, không có sự thành tựu, không danh, không tướng, không thể phân biệt, không ngôn ngữ, không nói năng, không thể biểu thị, chỉ có trí tuệ niệm màu tự chứng biết bên trong. Nghĩa là các Như Lai đã biết được tất cả pháp rốt ráo là không, là vắng lặng, nên chứng đại Bồ Đề, tùy thuận thế gian giả lập danh tự, nên xưng là Phật, chẳng phải thật có, vì có hay không đều bất khả đắc. Lại nữa đại đức, Như Lai đã chứng trí tuệ niệm màu gọi là Bồ Đề, thành tựu Bồ Đề nên gọi là Phật. Vì Bồ Đề không nên Phật cũng là không, do đây nên danh từ Phật chỉ là khái niệm của không. Xá Lợi Tử liền bạch Phật: pháp thâm sâu mà Mạn Thù Thất Lợi đã nói, kẻ sơ học không thể hiểu rõ được. Đồng tử Mạn Thù Thất Lợi liền thưa cụ thọ Xá Lợi Tử: những điều tôi nói chẳng phải chỉ có kẻ sơ học không thể hiểu rõ được, mà những vị A-la-hán với các việc làm đã xong cũng không thể hiểu nổi. Chẳng phải lời tôi nói ra có người hiểu được. Vì sao? Vì tướng Bồ Đề chẳng phải nhận biết hay được nhận biết, không thấy, không nghe, không chứng đắc, không nhớ nghĩ, không sanh, không diệt, không thể nói rõ, không thể nghe nhận. Tánh tướng của Bồ Đề này là không, là vắng lặng, các Đại Bồ Tát còn chưa hiểu được, huống gì sự hiểu biết của Nhị Thừa mà hiểu nổi. Tánh tướng của Bồ Đề còn không thể nắm bắt, huống chi có người thật chứng Bồ Đề. Xá Lợi Tử nói: Mạn Thù Thất Lợi, đối với pháp giới lẽ nào Phật không chứng ư? Đại đức, không phải vậy. Vì sao? Vì Phật tức pháp giới, pháp giới tức Phật, pháp giới chẳng lẽ lại chứng pháp giới? Lại nữa Xá Lợi Tử, tất cả pháp không mà nói là pháp giới, tức pháp giới này nói là Bồ Đề. Bồ Đề và pháp giới đều lìa tánh tướng, do đó nên nói tất cả pháp không. Tất cả pháp không hoặc Bồ Đề, pháp giới đều là cảnh giới của Phật, không hai không khác. Vì không hai không khác nên không thể hiểu rõ, vì không thể hiểu rõ nên không có lời lẽ, vì không lời lẽ nên không thể thiết lập hữu vi hay vô vi, có hay chẳng phải có, vân vân. Lại nữa Xá Lợi Tử, tánh của tất cả pháp cũng không hai không khác, vì không hai không khác nên không thể hiểu rõ, vì không thể hiểu rõ nên không lời lẽ, vì không lời nói nên không thể thiết lập. Vì sao? Vì bản tánh các pháp hoàn toàn không có sở hữu, không thể thiết lập ở đây ở kia, vật này vật nọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu tạo vô gián nên biết, tức là tạo ra bất khả tư nghỉ, cũng là tạo ra thật tế.
Vì sao? Xá lợi tử, vì bất khả tư nghị và ngũ vô gián đều là thật tế, tánh không sai khác. Đã không có người tạo thật tế, nên vô gián, bất khả tư nghị đều không thể tạo. Do nghĩa này, nên kẻ tạo nghiệp vô gián chẳng đọa vào địa ngục, kẻ tạo nghiệp bất tư nghị chẳng được sanh lên trời, kẻ tạo vô gián chẳng phải chìm đắm trong đêm dài sanh tử, kẻ tạo bất tư nghị cũng chẳng phải rốt ráo chứng được niết bàn. Vì sao? Xá lợi tử, vì bất khả tư nghị và năm vô gián đều trụ thật tế, tánh không sai khác, không sanh không diệt, không đến không đi, chẳng phải nhân chẳng phải quả, chẳng phải thiện chẳng phải ác, chẳng phải chiêu lấy cảnh giới ác, chẳng phải cảm nhận cõi trời người, chẳng phải chứng niết bàn, chẳng phải chìm đắm trong sanh tử. Vì sao? Vì chân pháp giới chẳng phải thiện chẳng phải ác, chẳng phải cao chẳng phải thấp, không có trước không có sau. Lại nữa, xá lợi tử, bí xô phạm trọng tội chẳng đọa địa ngục, người trì giới thanh tịnh chẳng được sanh lên trời, bí xô phạm trọng tội chẳng chìm sanh tử, người giữ giới thanh tịnh chẳng chứng niết bàn, bí xô phạm trọng tội chẳng bị mắng chửi, người giữ giới tịnh chẳng được khen ngợi, bí xô phạm trọng tội chẳng bị khinh miệt, người giữ giới thanh tịnh chẳng được cung kính. Bí xô phạm trọng tội chẳng bị chống trái, người giữ giới thanh tịnh chẳng được hòa hợp. Bí xô phạm trọng tội chẳng nên xa lìa, người giữ giới thanh tịnh chẳng nên thân cận. Bí xô phạm trọng tội chẳng bị tổn giảm, người giữ giới thanh tịnh chẳng được tăng ích. Bí xô phạm trọng tội chẳng phải không đáng cúng dường, người giữ giới thanh tịnh chẳng phải đáng cúng dường. Bí xô phạm trọng tội chẳng phải tăng trưởng lậu hoặc, người giữ giới thanh tịnh chẳng phải tổn giảm lậu hoặc. Bí xô phạm trọng tội chẳng phải không thanh tịnh, người giữ giới thanh tịnh chẳng phải chắc chắn thanh tịnh. Bí xô phạm trọng tội chẳng phải không có tịnh tín, người giữ giới thanh tịnh chẳng phải có tịnh tín. Bí xô phạm trọng tội chẳng phải không nên thọ của tín thí thanh tịnh, người giữ giới thanh tịnh chẳng phải nhất định nên nhận của tín thí thanh tịnh. Vì sao? Xá lợi tử, vì trong chân pháp giới, tánh của giữ giới và phạm giới đều bình đẳng không sai khác vậy. Lại nữa, xá lợi tử, các loại phàm phu gọi là người hòa hợp, bí xô đã hết lậu, gọi là chẳng hòa hợp. Mạn thủ thất lợi, ngài dựa vào nghĩa nào mà nói như vậy? Đại đức, phàm phu cùng với chúng sanh hợp nên gọi là người hòa hợp, còn các A-la-hán không có nghĩa này nên gọi là chẳng hòa hợp. Tôi dựa vào nghĩa này mà nói như vậy. Lại nữa, xá lợi tử, các loại phàm phu gọi là kẻ vượt qua sự sợ hãi, còn bí xô hết lậu hoặc gọi là chẳng vượt qua sự sợ hãi. Mạn thủ thất lợi, ngài dựa vào nghĩa nào mà nói như vậy? Đại đức, hàng phàm phu chẳng sợ hãi đối với pháp đáng sợ nên gọi là vượt qua sợ hãi. Các A-la-hán biết pháp đáng sợ ấy thật không có sở hữu, không có sự sợ hãi để vượt qua. Tôi dựa vào nghĩa này mà nói như vậy. Lại nữa, xá lợi tử, các hàng phàm phu đạt được vô diệt nhẫn, còn các chúng Bồ Tát đạt được vô sanh nhẫn. Mạn thù thất lợi, ngài dựa vào nghĩa nào mà nói như thế? Đại đức, phàm phu chẳng ưa tịch diệt, gọi là đạt vô diệt nhẫn. Các chúng Bồ Tát chẳng thấy pháp sanh, gọi là được vô sanh nhẫn. Tôi dựa vào nghĩa này mà nói như vậy. Lại nữa, xá lợi tử, các hàng phàm phu gọi kẻ điều phục, còn bí xô đã hết lậu hoặc gọi là người chẳng điều phục. Mạn thủ thất lợi, ngài dựa vào nghĩa nào mà nói như vậy? Đại đức, vì hàng phàm phu chưa điều phục cần điều phục nên gọi là kẻ điều phục, còn các A-la-hán đã hết lậu hoặc kiết sử không cần điều phục nên gọi là chẳng điều phục. Tôi dựa vào nghĩa này mà nói như vậy. Lại nữa, xá lợi tử, hàng phàm phu gọi là kẻ tăng thượng tâm, vượt khỏi sự tu hành, bí xô hết lậu hoặc tâm hạ liệt, chẳng phải vượt khỏi sự tu hành. Mạn thủ thất lợi, ngài dựa vào nghĩa nào mà nói như vậy? Đại đức, tâm của phàm phu cất cao hành động trái pháp giới, gọi là kẻ có tâm tăng thượng, vượt khỏi sự tu hành. Các A-la-hán thì tâm khiêm hạ, hành nghiệp thuận với pháp giới, gọi là tâm hạ liệt, chẳng phải vượt khỏi sự tu hành. Tôi dựa vào nghĩa này mà nói như vậy. Xá lợi tử, khen mạn thù thất lợi, hay thay, hay thay, ngài đã giải thích cho tôi một cách hoàn hảo ý nghĩa sâu xa này. Mạn thù thất lợi trả lời, đúng vậy, đại đức, chẳng những tôi giải thích nghĩa của mật ngữ này, mà tôi cũng chính là chân A-la-hán đã hết tất cả lậu hoặc. Vì sao? Vì tôi vĩnh viễn không khởi lên ưa muốn đối với thanh văn và độc giác, nên gọi là chân A-la-hán đã hết lậu hoặc. Phật bảo đồng tử Mạn Thù thất lợi,
Có lý do nào mà nói Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề chẳng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Mạn Thủ Thất Lợi thưa: Bạch Thế Tôn, cũng có lý do Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề nhưng chẳng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nghĩa là trong Bồ Đề không có chốt pháp nào gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhưng tánh của chân như Bồ Đề vẫn không sai khác, chẳng phải hễ ngồi là có thể chứng, còn chẳng ngồi được liền bỏ. Do yếu tố này nên có thể nói Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề nhưng chẳng chứng Bồ Đề, vì Bồ Đề không có tướng nên không thể chứng. Mạn Thủ Thất Lợi lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề tức là năm vô gián, năm vô gián kia tức là Bồ Đề này. Vì sao? Vì Bồ Đề và vô gián đều là giả thiết lập, chẳng phải chân thật có tánh của Bồ Đề, chẳng phải có thể chứng được, chẳng phải có thể tu tập, chẳng thể hiện thấy. Năm vô gián kia cũng lại như vậy. Và lại, bản tánh của tất cả pháp chốt giáo không thể hiện thấy, ở trong ấy không có sự giác ngộ, không có người giác ngộ, không thấy, không có người thấy, không biết, không có người biết, không có sự phân biệt, không có người phân biệt, bình đẳng lìa tướng, nên gọi là Bồ Đề. Tánh của năm vô gián cũng lại như vậy, do đây Bồ Đề chẳng thể chứng được. Kẻ nào nói có thể chứng được, tu tập và hiện thấy rõ đại Bồ Đề là kẻ tăng thượng mạng. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Nay ông gọi ta là Như Lai ư? Bạch Thế Tôn: Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ: Chẳng phải. Con chẳng gọi Phật là Như Lai thật. Vì sao? Bởi Như Lai dùng trí vi diệu chứng được chân như. Diệu trí và chân như cả hai đều lìa tướng. Chân như lìa tướng chẳng gọi là chân như. Diệu trí cũng vậy, chẳng gọi là diệu trí. Đã không có diệu trí và không có chân như, cho nên Như Lai cũng chẳng phải chân như. Vì sao? Vì chân như và diệu trí chỉ là giả thiết lập. Như Lai cũng vậy, chẳng phải là hai, chẳng phải không hai. Thế nên diệu trí, chân như hay Như Lai chỉ có giả danh mà không một sự thật nào, nên chẳng gọi Phật là thật Như Lai. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Ông không nghi ngờ về Như Lai ư? Bạch Thế Tôn: Không. Bạch Thiện Thệ: Không phải vậy. Vì sao? Con quả Như Lai thật bất khả đắc, không sanh không diệt nên không có sự nghi ngờ. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Chẳng lẽ Như Lai không xuất hiện ở thế gian? Bạch Thế Tôn: Không. Bạch Thiện Thệ: Không phải vậy. Nếu chân pháp giới xuất hiện ở thế gian thì có thể nói Như Lai xuất hiện ở thế gian. Vì chẳng phải chân pháp giới xuất hiện ở thế gian cho nên Như Lai cũng chẳng xuất hiện. Mạn Thù Thất Lợi: Ông cho rằng hàng hà sa số chư Phật đã nhập Niết Bàn rồi chăng? Bạch Thế Tôn: Lẽ nào chẳng thấy chư Phật Như Lai đồng một tướng, cảnh giới bất tư nghỉ? Mạn Thù Thất Lợi: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, chư Phật Như Lai đồng một tướng, cảnh giới bất tư nghỉ. Mạn Thù Thất Lợi bạch Phật: Này Đức Phật Thế Tôn đang trụ ở đời chăng? Phật dạy: Đúng vậy. Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đức Phật Thế Tôn đang trụ ở đời, thì hàng hà sa số chư Phật Thế Tôn cũng đang trụ ở đời. Vì sao? Vì tất cả Như Lai đồng một tướng, cảnh giới bất tư nghỉ. Tướng bất tư nghỉ, không sanh không diệt, thì như thế nào là chư Phật có nhập Niết Bàn? Thế nên Bạch Thế Tôn, nếu đời vị Lai sẽ có Phật ra đời, thì tất cả Như Lai đều sẽ ra đời. Nếu Đức Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, thì tất cả Như Lai đều đã diệt độ. Nếu Đức Phật hiện tại đang chứng Bồ Đề thì tất cả Như Lai đều đang chứng.